trời bắt đầu mưa nữa rồi các bạn ơi. Chạy vội ra vườn hái vài nhánh bùn ngót nè, vài cọng rau má, rồi ở trong tủ lạnh thì còn bịch cua nè, mình có mua một ít nấm rơm và mấy con cá cơm nữa. Bây giờ thì mình tiến hành nấu cơm buổi chiều nha. Trời mưa lạnh lạnh mà kho cá xong rồi nấu một nồi canh nóng hổi, ăn cơm chắc sức mồ hôi luôn chứ không có lạnh đâu ha các bạn. Mình lén lén thấy nhiều khi mẹ mình kho cá là hay ướp cá trước mà không biết ướp với cái gì nữa, tại lúc mà mẹ mình kho mình đâu có ở đó mà rình hoài đâu, nên mình ướp đại luôn đó. Mình cho một ít tương ớt chua ngọt, một ít muối tôm, rồi thêm một ít sa tế tôm nữa. Mình không biết sao á, mình ghiền ăn sa tế hay sao á, mình làm gì mình cũng để sa tế với muối tôm trọng hết trơn á. Rồi cho thêm vài muỗng nước mắm nữa nha. Cái khúc đầu á, mình có để chút đường nữa mà mình quên bấm quay á các bạn. Rồi bây giờ trộn lên cho nó đều nè, cho nó thấm nha. Đợi cá thấm á, thì mình đi thắng nước màu nè, kho cá cái màu cho nó đẹp một chút. Mà trước khi thắng nước màu á, mình phải sắc mấy cái thứ này nè, mấy cái thứ mà làm mình rơi lệ á các bạn. Mà cái này nó ngon nha, không có nó á, là không có thơm đâu á. Mà hôm nay mình sử dụng hành baro nha, tại vì mình thấy trong tủ lạnh á, còn một cây mình lấy ra mình xài luôn. Mình tìm hiểu một số thông tin trên mạng thì người ta cho rằng hành baro cũng có chứa một số chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể đó các bạn. Thứ nhất là duy trì ổn định máu nè. Thứ hai là chất hàm lượng chống oxy hóa cao, ngăn ngừa một số bệnh. Thứ ba là bổ sung acid folic. Thứ tư là chứa hàm lượng lớn các vitamin và khoáng chất. Thứ năm là đẩy lùi nguy cơ mắc một số bệnh viêm mãn tính. Ngoài ra thì hành baro còn có lợi ích không ngờ và đối với sức khỏe của con người là bảo vệ sức khỏe tim mạch, tốt cho phụ nữ đang trong quá trình thai kỳ, giúp ích cho việc điều trị bệnh ung thư, là thực phẩm có chức năng giảm cân, làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch, có lợi cho não bộ và thị lực, kháng khuẩn và chống viêm nữa nha. Mà không biết làm sao á, mỗi lần á, mà mình đi siêu thị mình thấy cái cây hành này là mình nhớ tới câu chuyện cổ tích hồi xưa á, các bạn có nhớ không? Trong đó nó có cái câu á, dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình voi, ai mua hành tôi thì thương tôi với á, các bạn có nhớ là câu chuyện cổ tích gì không nè? Bạn nào biết đó là câu chuyện gì thì hãy để lại bình luận phía dưới cho mình nha. Bây giờ thì mình tiến hành kho cá thôi. Nước màu nó chuyển sang màu cánh ván thì các bạn sẽ cho củ hành tím, tỏi và một xíu hành baro vào phi cho thơm ha. Rồi sau đó mình sẽ cho cá cơm vào để kho. Các bạn không cần chế nước gì hết á, bao nhiêu đó là đủ thấm vào con cá cơm luôn rồi đó nha các bạn. Nếu mà chế nước vào nữa thì nó sẽ không đậm đà nha. Các bạn lưu ý nha, khi mình kho thì mình để lửa vừa thôi, cho nó riu từ từ cá nó mới thấm. Còn các bạn kho lửa lớn quá thì nó chín áp, nó khô liền luôn nhưng mà con cá nó không có thấm, không có ngon nha. Trong khi chờ đợi cá chín thì mình sẽ đi nấu canh cua nha. Mà các bạn coi mình hư ghê không? Hồi nãy cháy cua không chịu bỏ nấm vào cháy chung, bây giờ phải để nấm sau nè. Rồi mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn nha. Lại để muối tôm nữa rồi đó các bạn thấy không? Mặc định là làm cái gì cũng phải để một ít muối tôm vô vậy chịu mới nổi. Mà mình thấy cua đồng cũng tốt cho sức khỏe lắm đó nha các bạn. Thứ nhất là hoạt huyết và hàn gắn xương, ngừa loãng xương và còi xương, điều trị chấn thương, giải nhiệt cơ thể, điều trị kém ăn khó ngủ, chữa vết thương. Nghe đọc chắc là cua đồng chứa nhiều canxi lắm đây nè. Cá cơm kho tộ đã chín rồi nha. Canh cua cũng đã chín rồi, bây giờ mình chuẩn bị dọn cơm, mời tía mời má ăn cơm thôi. Mời các bạn cùng dùng cơm với gia đình mình nhé. Nếu yêu thích những món ăn này, hãy đăng ký kênh và ủng hộ những video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.